Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách làm bánh mochi waffle. Là cái bánh này cũng làm trong cái máy làm máy ba bánh kẹp đó các bạn, làm trong cái máy làm waffle luôn, nhưng mà mình làm bằng cái bột và gạo nếp, bột nếp với các bạn, là nó dẻo dẻo á. Thì cái này theo cái kiểu của Nhật Bản á, thì các bạn nào có đi ăn tiệm bánh somi thì các bạn cũng đã từng ăn cái bánh kẹp con cá đó, nó dẻo dẻo rất là ngon. Bởi vì mình ăn đó mình rất là thích và hai đứa con của mình rất là thích, thì mình mới lên mạng mình học cách này. Thì mình học mình tổng hợp của một vài người á, và mình làm cái cách này mình thấy là ngon nhất. Thì làm bằng cái bánh mochi này, mình cần có cái bột nếp tinh khiết nè các bạn, tiếng Anh nó gọi là glutinous rice flour, là bột nếp, bột từ gạo gạo nếp đó các bạn, và một ít bột bắp nữa, bột bắp hiệu nào cũng được. Rồi, và đường và sữa các bạn có thể sử dụng sữa thường cũng được, còn nếu các bạn muốn bánh thơm béo hơn thì các bạn xài sữa giống như mình là evaporated milk, hoặc là các bạn pha một nửa sữa thường, một nửa sữa heavy cream hoặc whipping cream, hoặc là hoàn toàn có thể xài nước, nhưng mà muốn bánh ngon hơn thì các bạn nên xài sữa hoặc là sữa béo. Rồi đầu tiên á, và một ít cái bột nổi nữa. Đầu tiên á, mình sẽ cân cái phần khô này vào nha các bạn. Công thức này thì mình cần có 140 gram gạo nếp và khoảng 17 gram bột bắp. Thành phần nguyên liệu các bạn vui lòng xem ở phần mô tả để mình biết rõ hơn nha các bạn. Là mình sẽ cân 140 gram bột nếp vô tô. Rồi mình cân khoảng 37 gram bột bắp nha các bạn. Sau đó mình cho khoảng một nhúm muối nhỏ nha các bạn, khoảng 1/4 muỗng cà phê. Các bạn vậy đều lên. Rồi mình sẽ cho đường. Mình còn có 50 gram đường cát nha các bạn. Rồi mình cần 50 gram đường cát. Xong. Lên. Sau đó mình sẽ cho baking powder. Baking powder là bột nổi đó các bạn. Thì mình cần khoảng 7 gram baking powder. Là khoảng 1 muỗng rưỡi cà phê đó các bạn. Rồi quậy lên, bây giờ mình sẽ cho phần nước vào. Mình sẽ cần có 180ml nước, phần chất lỏng á các bạn, là 180 này các bạn có thể xài nước, sữa, hoặc là vừa nước, hoặc là vừa sữa, vừa phần sữa heavy cream. Ở đây mình xài evaporated milk, đó là nói chung là phần chất lỏng á, tùy theo các bạn thôi. Nhưng mà nếu mà mình xài được cái sữa béo thì cái bánh mình ngon hơn. Mình bỏ phần nước vào, phần sữa vào, rồi bây giờ mình sẽ đập một cái trứng vào luôn. Rồi cứ như vậy mà các bạn quậy đều lên. Thời gian này các bạn sẽ preheat cái máy làm waffle. Còn nếu các bạn không có máy làm bánh waffle, các bạn cũng có thể chiên ở trên chảo giống như là pancake vậy đó. Thì bây giờ mình sẽ bọc bằng bọc thực phẩm lên cái tô này. Mình sẽ cho vô microwave khoảng 30 giây và mình sẽ trộn đều với các bạn. Về phần nhân, các bạn có thể xài nhân Nutella, là cái
cái nhân mà bên đây mọi người ăn với bánh mì ấy các bạn. Hoặc là các bạn xài cheese, các bạn có thể xài bất cứ loại cheese nào các bạn thích, cheddar, mozzarella hay là mấy cái cheese lát mỏng mỏng mình ăn với sandwich đó các bạn. Nên mình có cái cheese lát này mình xài. Cái này sau 1 phút nữa mình hâm microwave thì tổng cộng là mình hâm được 1 phút rưỡi đó các bạn. Bây giờ nó đặt lại như vậy nè. Should I eat that cheese? Not yet, it's just for cooking. Sau khi mình bỏ microwave 1 phút 30 giây nó hơi lợn cợn như vậy nè. Nó đặc đặc bớt nhưng mà nó hơi lợn cợn, các bạn đừng có lo. Không sao hết, bây giờ mình cái máy waffle của mình nó đã nóng lên rồi. Thì mình sẽ cho vô máy ướp dầu xung quanh nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho bột vô. Các bạn nhớ xịt dầu nha, tại vì cái bột mochi này nó dính nhiều lắm. Rồi mình đổ là một lớp như vậy ha. Xong cái mình cho một lớp cheese lên, xong đó mình đổ lắp lên trên. Rồi, bây giờ mình đóng nắp lại nha. Rồi, mình chờ cái đèn xanh này nó sáng lên là xong. Các bạn ơi, mình làm ra được một cái mà hai đứa con mình nó lấy ra ăn liền luôn. Rất là ngon luôn các bạn ơi. Cái phần ngoài nó giòn, rất là giòn mà kiểu như giòn tan đó các bạn. Ở trong dẻo nè. Đó. Rồi, giòn ngon quá. Ở trong dẻo dẻo. Cái cheese chảy ra nè. Giống 80% nha các bạn. Ở ngoài mình mua 8 con 5 con cá nhỏ xíu, nhỏ hơn lòng bàn tay, mà gần 9 đô một 9 đô 5 con. Ở nhà làm tiết kiệm ngon rẻ. Wow, ngon lắm. Đằng kia mình làm đang làm thêm. Mình mới làm ra cái đầu tiên mà con mình ăn hết rồi. Rất là giòn luôn. Giống lắm. Xong rồi các bạn. Wow, các bạn nhìn nè. Ngon không? Hấp dẫn không? Lấy ra nha. Cái này tại mình đổ chưa có nhiều, nó chưa có tràn ra cái lớp dưới. Wow. Nóng nha. Hấp dẫn không? Quá trời ngon luôn, nó giòn dễ sợ luôn á. Ngon quá. Mình vô camera mình đổ tùm lum ra ngoài hết. Cái này cho 2 miếng cheese đi. Đó. Đổ ngập lên. Wow. Giòn quá. Rồi. Là ngon. Wow, ngon các bạn. Dẻo dẻo quá, hấp dẫn luôn. Number one ăn làm là bao nhiêu hết bấy nhiêu. Wow, cái này đổ đều đẹp quá. Wow, hấp dẫn không, hấp dẫn không? Ngon không con? Số 1 không? Số 1 không? Số 1. Video đến đây là kết thúc. Hy vọng anh chị và các bạn ai cũng yêu thích công thức này và sẽ làm thành công. Và đừng quên nhấn nút like và subscribe channel của mình để làm động lực cho mình sẽ làm thêm những video hay trong tương lai. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.